bà Hiền. Bà làm ơn vô phòng á, ngủ chút xíu đi cho lấy lại sức. Từ hôm qua tới bây giờ họ tôi đi theo canh bà không, cũng không làm ăn được gì hết trơn á. Nghe lời tôi vô ngủ xíu đi. Phòng quản lý chung cư trên tầng 3, đêm qua có ai đó đã va chạm làm chạy đầu xe biển số 51A92406 rồi bỏ trốn. Nếu ai nhìn thấy hoặc biết thông tin về người làm chạy chiếc xe đó, xin vui lòng đến phòng bảo vệ cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chủ xe xin hậu tạ. Chúng tôi sẽ lặp lại. Chiếc xe biển số 51A92406 đã bị thủ phạm quất mặt làm chạy. Nếu bà con có thông tin, xin hãy báo phòng bảo vệ. Chúng tôi xin hậu tạ. Không có sao đâu bà, bình tĩnh lại. Nè, bây giờ mình phân tích. Người ta thông báo nghĩa là người ta chưa có tìm được thủ phạm. Người ta không biết thủ phạm cho nên người ta mới thông báo. Nếu như người ta biết thủ phạm rồi thì người ta đâu có thông báo làm gì nữa. Ê, vậy thôi người ta tối qua camera không có lấy được mặt bà, không có thấy được. Mà nếu như mà lỡ có ai vô tình người ta thấy thì sao? Nhưng mà nếu mà người ta vô tình người ta thấy thì người ta cũng không có rảnh đâu mà người ta đi báo cáo. Mà nếu như có thì người ta cũng đã xuất hiện rồi. Chứ đâu phải cần thông báo như vậy đâu. Đừng có lo. Mà bà xuống đây vậy, lỡ người ta phát hiện sao? Có, tôi xuống tôi coi thử chiếc xe nó chạy sao. Chủ xe quay mặt đi. Chủ xe phải không bà? Đúng rồi. Có bị phát hiện ra không? Người ta không có biết mình đâu, người ta đâu có biết mình là ai đâu. Bây giờ mình quay mặt đi, hướng này đi. Bà ơi, hình như ông tức lắm luôn rồi kìa, ông phát hiện ra rồi kìa, bây giờ sao bà? Tại bà không tự nhiên xuống đây chi không mấy. Bây giờ tôi tới đó tôi nói tôi xin lỗi người ta nha, chứ ông đang tức dữ lắm. Bà bị khùng à, tự nhiên không có ai đánh mà khai vậy. Bây giờ đi coi như không có chuyện hết. Đi mau lắm, đừng nhìn hướng đó. You have to trust I'm just looking out for you. Bà ơi, ăn miếng bún với uống sữa đi nè. Lucy. Chết rồi, gì vậy? Tai nạn hả Kim Chi? Tai nạn gì? Xe hơi đụng xe đạp hả? Tôi mới nghe cái rầm kìa. Đi xuống dưới coi. Ê, gì không? Trong TV mà. TV hả? Bà đi sao giờ trời? Cà phê ở nhà hết rồi. Để tôi xuống dưới đi cà phê mới được. Ê, bà ngồi đó đi, tôi đi mua được rồi. Để tôi đi mua cho. Tôi biết mua. Thank you.
rồi bà, ông có phát hiện ra tôi không bà? Hả bà, sao rồi? Phát hiện cái gì? Bà khùng hả? Khùng hay sao mà quay lại chỗ đó? Trời ơi, xém nó là bị phát hiện rồi đó. Không phải đâu, tôi muốn nhìn kỹ coi có xe có bị chạy nhiều không. Đồ điên, có tên tội phạm nào mà quay trở lại hiện trường xảy ra vụ án không chứ? Bà làm tôi xém muốn đứng tim với bà luôn á. Bà Hiền, bà làm ơn vô phòng á, ngủ chút xíu đi cho lấy lại sức. Từ hôm qua tới bây giờ họ tôi đi theo canh bà không cũng không làm ăn được gì hết trơn á. Nghe lời tôi vô ngủ xíu đi. Phòng quản lý chung cư chỉ thông báo đêm qua có ai đó đã va chạm làm chạy đầu xe biển số 51A92406 rồi bỏ trốn. Nếu ai nhìn thấy hoặc biết thông tin về người làm chạy chiếc xe đó, xin vui lòng đến phòng bảo vệ cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chủ xe xin hậu tạ. Chúng tôi xin lặp lại, chiếc xe biển số 51A92406 đã bị thủ phạm quất mặt làm chạy. Nếu bà con có thông tin, xin hãy báo phòng bảo vệ. Chúng tôi xin hậu tạ. Không có sao, không có sao đâu bà. Bình tĩnh lại. Này, bây giờ mình phân tích. Người ta thông báo nghĩa là người ta chưa có tìm được thủ phạm, người ta không biết thủ phạm cho nên người ta mới thông báo. Nếu như người ta biết thủ phạm rồi thì người ta đâu có thông báo làm gì nữa. Ê, thì có nghĩa là tối qua camera không có lấy được mặt bà, không có thấy được. Mà nếu như mà lỡ có ai vô tình người ta thấy thì sao? Nhưng mà nếu mà người ta vô tình người ta thấy thì người ta cũng không có rảnh đâu mà người ta đi báo cáo. Mà nếu như có thì người ta cũng đã xuất hiện rồi chứ đâu phải cần thông báo như vậy đâu. Đừng có lo. Chị ơi. Hả? Bây giờ tôi xỉu cái. Bà khiến tôi vô phòng. Tôi ngủ chị ơi. Nhưng mà bà xỉu vậy rồi sao tôi khinh bà vô trong phòng nổi. Đừng có xỉu mà bà Hiền. Làm sao Chữ Người Tử Tù là một tác phẩm tiêu biểu mang phong cách của Nguyễn Tuân trước cách mạng. Trong tác phẩm có xảy ra nhiều tình huống đặc sắc như sau. Kem. Chào cô. Cô Du Hiền. Cô đã gây án và bỏ trốn. Mời cô đi đồn công an. Dạ nhưng mà em. Dạ nhưng mà anh ơi em. Anh ơi. Yêu cầu cô hợp tác. Nhưng mà. Ủa cô ơi, chú ơi. Cô Hiền quá mà. Trời ơi thấy ghê chưa. Không ngờ cô gây án rồi bỏ trốn. Đúng rồi, ghê thiệt. Cô tên Diệu Hiền á mà không hiền gì hết trơn á. Đừng mà đừng á. Đừng mà. Camera không có thấy, không ai phát hiện, cũng chẳng có ai trình báo hết trơn á. Bỏ qua luôn. Xíu cũng sao được, trách nhiệm của chú để đâu? Xe con không thể nào tự nhiên chạy được. Ê mà tới giờ thì chưa ai chịu thú. Chú có thử nghĩ coi, có ai á phạm tội mà ghi trên mặt mình đó hai chữ là tội phạm không chứ? Cô ơi, có cần gì cô ơi? Cô ơi, Diệu Hiên, trời, chú ơi, bạn con xảy ra chuyện gì vậy? Tự nhiên à, cô té, cô xỉu à, tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy trên mặt cổ dính cái chữ gì đó, rồi tôi nói tự nhiên cổ xỉu à.
đâu có gì đâu. Bạn của con là bị xuyễn nó hay xỉu vậy đó. Không, mình đưa lên y tế đi. Không cần, cái này là con ở nhà con chăm sóc quen rồi, để con mang bạn con lên phòng à. À vậy hả? Không sao hết. Dạ mọi người yên tâm. Được không con? Yên tâm, không có gì nha mọi người, không có gì nha. Bình thường lắm mọi người. Chị sẽ